yang tetap harus saat sembah kumia tukar dan perangkat kue dan senang terlombai tambah letih mencempat semua sewihi dan sempat tukar dunia kongsel dan sahabat resok nezat om lindungan cia kenakan maka sop resok duka sop agar kecekan kemudian tetap harus saat pasang basic besok kumban kembali akar langsung anak motak niya. Ôi, hay cái đó cả lắm. Em đi nãy giờ cũng cùng luôn đi lát theo trong, trong lát đi lát đi đường cũ. Tôi mà đi qua mà đi luôn hết đường ra luôn. Đi hết được không? Đi hết không? Đi nhát tôi vậy em. À, đây, các bạn đang xem đây là cái hình mê cung, là đường đi mê cung nha các bạn, cũng như bắt buộc là được Khmer gọi là Phun Phọn,
người Việt gọi là mê cung. Cái đường này chúng ta đi dòng dòng là có đường vô, và chúng ta đi làm sao ngay đường ra để chúng ta đi lòng qua lòng lại, qua lòng lại thì cứ không biết đường đi thì cứ vòng qua vòng lại vòng ngoài đó. Nếu chúng ta đi đúng hướng thì đi một chút xíu thì chúng ta sẽ quay được cửa ra thôi. Còn chúng ta đi không đúng hướng thì cứ mình cứ đi vòng qua vòng lại vòng qua vòng lại. Mất trật tự không?